Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên lúc này miền Bắc trời có sương mù và se lạnh, nền nhiệt đang duy trì trong ngưỡng từ 18 cho đến 21 độ ở khu vực vùng núi, trung du và ngưỡng nhiệt 22 đến 23 độ ở khu vực đồng bằng cũng như thủ đô Hà Nội. Trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây, nắng sớm, sương tan nhanh. Nền nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng dần theo thời gian và theo cường độ nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Sau 16 giờ chiều, nắng giảm, nhiệt độ sẽ hạ dần, tối và đêm thì chuyển lạnh trở lại. Với miền Trung, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên còn có mưa, với điểm mưa vừa mưa to, lượng mưa trên 30mm tập trung nhiều ở khu vực ven biển. Các nơi khác của miền Trung như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh mưa vài nơi, trong khi ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận từ chiều tối nay sẽ có mưa rông. Nền nhiệt các tỉnh miền Trung phân bố không đồng đều, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mức nhiệt cao 31-32 độ, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên có mức nhiệt là 28-30 độ và Ninh Thuận trở vào đến Bình Thuận có mức nhiệt cao 32-33 độ. Ở phía Nam, lúc này mưa đã hết, Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày thứ Bảy với thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt ngoài trời mát mẻ, dưới 22 độ ở khu vực Tây Nguyên và dưới 25 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong khoảng thời gian từ nay đến 13-14 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tiếp tục tạnh ráo, có nắng. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng 28-31 độ, còn khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là 32-34 độ. Sau 14 giờ chiều, mây đối lưu phát triển. Từ 16 đến 17 giờ chiều, cả Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đều có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to, và mưa sẽ kết thúc trước 22 giờ đêm. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Riêng khu vực phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, kèm theo đó là biển động. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông về chiều và tối. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.